Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay có một số cây mới cực kỳ đẹp và giá trị các bạn ạ. Những cây cũ thì không nói, tí nữa quay lại, nhưng mà bây giờ đi thẳng là tuyệt vời. Đấy, đây à. Cây này chắc cây này chắc đắt nhất ở đây cô nhỉ? Đắt nhất ở đây 8 triệu, 8 hay 9 triệu nhỉ? Đây đấy cổ rồi, cây đấy khoảng bao nhiêu cô? Một đôi. Làm có cả đôi ấy. Nguyệt quế cổ. Nguyệt quế vừa cổ mà lại dáng cũng cổ. Này, cái này hơi xa. Cái đôi tùng xà này bao nhiêu cô? Đôi 2 triệu. Tí nữa quay. Hỏi có thể tí nữa quên. Đấy. Đây cái chậu này. Quên. Đây đó. Lâu lắm ấy thấy cái kim quýt đẹp. Xanh um rồi nhỉ? Tốt um rồi, xanh um rồi. Cây khỏe quá nhỉ. Cây đây. Vâng. Đấy. Nhảy vào trong này gái được. Đấy, trong này có hòn đá mới đấy, cây sầm núi băm đá. Cả cái hoa chậu ấy thì là bao nhiêu cô? Cả cái hoa đá này, lớn cây cối, đất. Này đẹp đấy. Tối nay lại khối ông hỏi đây. Bán rất đầy. Về trong thân nha. Thân nó đẹp ghê ấy nhỉ. Lên. Đấy, tay tán. Nó hơi xung xuê nên không lùa được vào. Đấy. Cho xuống dưới cái. Cây bệ này. Tán rất đầy. Đây. Đây bắt đầu ngọn này. Cái tay buông ở đây. Đẹp. Đây rồi. Để làm kỹ thêm thôi. Ngon lành rồi. Tí nữa phải rút được vào trong kia mà quay. Đây. Đi vào lối này là không phải. Quay cái... rễ đẹp luôn. Quay cả cái mặt sau. Ừ. Quay đầy đủ. Đây. Mặt sau đây. Vào được nữa. Đẹp. Chung là đẹp. Rồi. Đây là cây xin mua này. Sắp đến mùa ra hoa đấy nhỉ? Ai thật mọc trên đồi mà để có cái củ quái ghê đấy, củ quái cái khủng. Này có hoa có quả. Hoa nó đẹp lắm. Rồi, hoa tím. Tím ngắt. Đẹp hơn cả Đỗ Quyên. Đẹp hơn.
Này, hoa đồi... nó nhiều hoa lan. Này chỉ đồi núi mới có thôi. Khai thác. Cây xanh quê bán rồi cô. Cây xanh quê đẹp đẹp đây. Đăng cái cây lên nhiều người thích lắm. Kia kìa. Còn kia sao, có phải cây kia? Đâu? À? Xanh quê ấy, xanh mà đẹp, có cái chậu đẹp đẹp đây này. À, chậu xanh xanh á. À? Thế. Okay. Cái kim quýt đấy. Đấy, kim quýt đấy. 8 triệu thì chẳng đồng tiền bác gạo. Cây miền Nam. Cây chỉ có miền Nam ấy. Mới làm được kẹp như này thôi. Sống thì thoải mái. Đấy, đôi tùng xà. Bé nhưng mà giả. Rồi. Đây, đấy, về. Già ghê. Đấy. Rồi, cặp núi đá này. Một bên sam núi và một bên là chắc. Sam núi này. Xem kỹ đi, xem clip trước nha. Đấy. Xanh. Linh xam rất nhiều. Đấy. Cái sung nhỏ nhỏ này mà có gõ đấy, cổ ghê đấy. Phi lao này vẫn đang ở đây, vẫn chưa gặp được chi kỷ đây. Đâu ạ?
Sita đây. Cái xi này thì bao nhiêu cô? 3 triệu. Đẹp đấy. Nhìn thế nào cũng thèm. Ăn nó nhỏ này mà bay phết. Tuy nhiên là cái xi này này quay cái cây nhiệt quế này, tôi nhiệt quế, tôi cổ xa xa đi, vừa là cây cổ vừa là tán cổ lâu năm, ngũ phúc rồi, bệ rơi rồi, bệ với chậu là đẹp rồi, này cái mùa hoa này thơm lắm. Đây là một chú này mua cả đôi, để mua cả đôi cơ đấy, chậu cũng đẹp, đang có quả đỏ đỏ chín, quả chín quay gần nữa bạn nhân này, nó không rút được vào ấy. Đấy vậy cây này đẹp ghê. Cây cổ phụ cổ phúc chơi một đôi chung này là có đôi nhịp quế này, đôi tìm quýt, đôi tìm xin mua này, đôi xà mới mà đẹp. Đằng kia tảng đá kia nữa, tảng đá ghé gắn tâm núi, lại cái đinh sam cũng là gì quay ký ở video khác rồi. Giờ đi vào trong kia quay cái đống khuyên.